Ok, bây mình sẽ chơi cái này là về nhiệm vụ ha. Bây giờ bạn kia mình thử thác bèo lựa cho hết đi. Ý, gọi con Rambo khổng lồ. Ui, khổng lồ ghê ghê. Chết nè. Rồi này chỉ có khủng long nhỏ không, có khủng long T-Rex. Bừng. Đúng phân lại. Khủng long Rambo nhiều dữ. Mình có Rambo nhỏ và Rambo lớn. Đi đi. Đây, thả Rambo ra xong cho tụi bay. Wow, ở đây sao nó đánh hụt vậy? Mình đứng xa vậy mà nó đánh từ xa luôn cái nha. Ý sao nó có đầy bự hơn không? Lòng mình kia nè. Rồi chết đè. Chù, quân bê lan. Gọi biết tay ra nè, biết tay của mày là biết tay kỳ lân. Ủa biết cái kỳ lân này có để sắp còn vào bi xem phía sau rồi kìa. Nào nó bắn cái chết rồi. Thả biết tay ra cắn cho bay nè. Rồi còn lát ra lửa. Chưa bay. Nó hai lửa với bay. Rồi cái con hồ lân của bạn bắn yếu quá. Con thích chưa ấn phạm nha. Nhưng mà nó đi chậm quá. Thế rồi. Mà đứng ra đây gọi đạn cho con biết tay nè. Ao, con lát ra lửa rồi. Lát ra lửa đứng đây. Đứng đó chắc bị bắn chết đầu tiên quá. Bắn bóng lên. Sao mày chết đi. Cái con này cứ quăng bom hoài. Rồi thôi được rồi. Chết rồi đó. Hai con boss đã bị tiêu diệt rồi. Anh thích đi biết chi ơi. Đây gọi cái con này ra. Chưa một ngày đâu cho đầu. Tiếp tục qua lời tiếp theo nè. Ê, vừa vô nó tấn công mình rồi kìa. Ôi mày thì mày không có gì á. Chết rồi, mình chưa hạ được cái câu bơm báo này. Thôi gọi khủng long khổng lồ ra hút. Cái khủng long này giống con gấu quá. Nó khổng lồ nó hút vô cái gì là chết cái đó. Ê, ê. Cái mũi tên của nó là khúc xương. Bác bù. Raptor BD ra. Tại nhà mua con Bitty ra. Bitty bán 48 mà tháo. Chạy đâu vậy thôi. Chết nè. Đi qua đây. Ở đây cho con biết tên. Ở đây mình cũng không có thể lao được rồi nhé. Con này rồi đó sao không? Tình lên giấy nè. Con boss xuất hiện rồi kìa. Em có ba đầu mà. Máu. Nó còn chưa giết được con đáp tơ lượng của mình. Gọi thêm con khủng long phun lửa nữa. Ý, nó quăng con. Rất cái con quần bờ rồi. Quần bờ vẫn còn nhiều con biết tiền chắc chết chứ. Ở đây chết rồi kìa. Thì ước tố không biết tiền. Biết tiền không bị ước tố luôn. Rồi sập chỗ rồi. Sập rồi sập cột của nó rồi. Nó hết. Chịu chịu quá thấy nó cũng lâu được rồi rồi. Trời dự do nó cho mình con boss nha rồi.
Thế về thì có con chi ghét kìa. Bê từ chết từ chết. Họ nó chưa kịp đánh được cái đó là đi đời rồi. Đứng ra đợi đệ cho cái con ra. Cái con cũng lao động đầu đất. Nhưng mà chưa mua được chi ghét nha. Lấy cái trụ này coi. Bùm. Mua được cái con bắn trên không nè. Rồi sao ngủ lâm duy nhất của mình được mình đi rồi luôn rồi. Đi. Há cho nhanh. Bùm. Ủa chưa mua được khủng long ra được. Chưa mua được con T-Rex ra được. Rồi hai cái con khủng long tông tông vô người rồi chứ. Khủng long này giống như con gấu khổng lồ ấy nha. Bùm. Rồi đứng im kìa. Rồi xong phim luôn. Hay boss là bị hạ gục. Rồi bây giờ mua được T-Rex ra rồi nè. Triệu hồi T-Rex. Đóng băng hết tất cả mọi thứ lại. Đó rồi. Đi đến ra chợ. Hập. Mua hai một con T-Rex ra được nữa nè. Rồi xong phim. Con boss là bị T-Rex căng. Hập xuống. Đây hai con T-Rex luôn. Cắn tới đi. Ôi một con boss lại xuất hiện được kìa. Rồi cắn ba cái là T-Rex cắn ba cái là cắn ba phát là cái cột đó sập. Cái cột đó đổ rồi. Còn một con duy nhất không phiêu thắng. Tiếp tục vào bài tiếp theo thôi. Good job.